Rồi, vâng, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Nghiên ô tô của mình. Thì hôm nay bên cạnh mình đây sẽ đó là hai chiếc xe Hyundai N250SL với phiên bản tải trọng 1.9 và 2.4 đã đóng thuần thành thục phần thùng. Thì hôm nay nhân dịp có cả hai chiếc xe phiên bản 1.9 và 2.4 ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sơ lược về cái thùng như này. Thì đối với hai chiếc thùng này thì nó là thùng nguyên bạc, nhưng mà cả hai đều là quý khách hàng đều yêu cầu mở vỉ để thuận tiện cho việc lên xuống hàng của khách hàng. Thì đây là phiên bản thùng nguyên bạc mở vỉ 1.9, và còn bên này thì là phiên bản thùng nguyên bạc mở vỉ 2.4. Thì về phần mọi người có thể thấy về phần sàn thì sàn của hai chiếc thùng này đều là sàn kẽm, sàn kẽm theo tiêu chuẩn của mình. Là cái thùng tiêu chuẩn của mình là sẽ là sàn kẽm luôn, không phải là bằng sắt nha mọi người. Là đối với phiên bản chiếc thùng 2.4 này thì nó là bằng sàn phẳng, còn đối với phiên bản thùng 1.9 thì là sàn gập sóng. Đó, mọi người có thể thấy nó khác ra biệt. Rồi, cái thiết bị thứ hai á là về phần vật liệu làm nên cái vách trong của nó. Vách trong của chiếc này với khách hàng của mình là yêu cầu là bằng inox luôn. Vách trong mọi người thấy bằng inox, vách mặt dẫn bằng inox luôn nè. Còn về phần thùng của phiên bản 2.4 thì vách trong của nó là bằng tôn kẽm theo tiêu chuẩn, theo vật liệu là vật liệu tiêu chuẩn, làm nên thùng tiêu chuẩn. Thấy mọi người có thể thấy đó là hai khác biệt đầu tiên. Đây là phần khác biệt thứ ba của hai cái thùng này, thì nó là cái phần trụ. Trụ của 2.4 thì nó là trụ đứng thẳng hoàn toàn lên đến khung xương chừng heo luôn. Nhưng mà trụ của 1.9 thì theo bản vẽ thiết kế thì nó chỉ nằm đến phần bẩn thôi. Khung xương chừng heo nó sẽ không lên tới khung xương chừng heo, mà khung xương chừng heo là mình muốn mở vỉ là mình mở thẳng luôn nha mọi người. Nó thẳng từ đầu thùng đến cuối thùng luôn. Đó. Thì về cơ bản là phần thùng ở đây nó họ giống nhau, gần như là kích cỡ giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác về cái phần trụ này thôi. Còn những vật liệu làm nên chiếc thùng á thì đó là tùy theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng muốn nó đẹp hoặc là lâu bền hơn thì người ta dùng những vật liệu tốt hơn. Đó, thì cái phần đó thì mọi người có thể yêu cầu, khi mà là mọi người làm mua xe và đóng thùng á thì có thể yêu cầu mình làm theo yêu cầu mọi người, tùy theo nhu cầu mọi người nha. Đó là về cơ bản thùng. Thì nói thêm về kích thước của hai cái thùng này á, thì thùng này nó có kích thước là 4m3 chiều dài, kích thước lọt lòng nha mọi người, và chiều cao á, là chiều rộng á, là 1m7 70, và chiều cao là 1m6 50. Đó là kích thước lọt lòng của cả hai cái thùng này. Đấy, mọi người có thể quan sát sơ lược về hai cái thùng nguyên bạc này, mình ở phía sau mình quan sát rõ hơn. Đó, hai thùng nguyên bạc, cả hai đều là mở vỉ cửa sau mở dạng container. Đó, thì mình quay cái video này, clip này với là mục đích là để cho mọi người có thể biết hơn về nhiều loại thùng, để mọi người có thể khi mà mọi người mua thùng thì mình có thể đặt đúng theo cái nhu cầu của mình nhất. Cho nó tiện cho mình khi phục vụ việc chở hàng của mình. Đó, về phần thùng là vậy. Dập sóng thì chủ yếu là mình chở những mặt hàng có nước để mình việc nước đồ nó chuyển động, nó chảy xuống phần xe, nó không chảy qua hai bên như nó hai bên, hoặc là nó dễ lau chuột, dễ cửa xe và vệ sinh xe thì nó dễ chạy luồn nước hơn. Và hoặc là mình lên những cái mặt hàng mà mình cần độ đẩy đi á, mình cho nó dễ hơn á, thì mình làm mặt dập sóng thì mình đẩy nó dễ hơn là sàn phẳng hoặc dập lá me. Đó là về cơ bản hai cái phần thùng của mình này hôm nay. Rồi, thì mình cũng giới thiệu cho mọi người sơ lược về cái phần nội thất và phần chassis bên động cơ của xe này luôn. Thì mình đi từ phía sau này luôn, đây là mình có thể thấy là xe Hyundai này nó luôn luôn trang bị thùng đồ nghề cho xe nha mọi người, luôn luôn trang bị theo xe.
nên mình không cần phải trang bị thêm. Rồi và phần lớp sau của chiếc xe này á thì nó là lớp có kích cỡ lớp là 145-95R13 nha mọi người. Có nghĩa là mâm đường kính mâm nó sẽ là mâm 13 inch. Còn kính cơ lớp là 145-95. Lớp này là lớp của mắc xích nha mọi người. Lớp của mắc xích. Đó thì mọi người có thể quan sát phía trong này thì đà đối với phần đà của cái thùng này đó đà bằng đà thép nha mọi người. Thép. Đó nó cố định bằng một thanh chữ V. Đà của mọi người có thể thấy là cái cỡ đà của đà dọc là U100, còn đà ngang là U80. Và phần chassis của xe này thì nó cũng là một chassis thẳng từ đầu trên từ cả từ trước ra sau luôn, nó không chênh lệch về kích thước. Nó thẳng, nó cùng kích thước từ trước ra sau. Về phần hệ thống treo của này thì nó chỉ là nhíp là chỉ một nhíp một tầng thôi nha mọi người, và nó có sử dụng phuộc giảm chấn bằng thủy lực. Rồi, đó là cơ bản về phần hệ thống treo của xe ở phía bánh sau. Đây, mình có thể quay thêm cho mọi người vào cái phần thùng. Thùng này thì cỡ ngồi, phía bên ngồi tay khó bản lề thì nó bằng inox luôn nha mọi người, biên cũng bằng inox luôn. Và cản xe này mình làm bằng cho khách hàng là inox bọc composite thì nó sẽ đẹp hơn. Không tốn bao nhiêu nhưng mà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Còn phía trong cái cản này, bên phía tài này nó sẽ là có một bình nhiên liệu của xe. Bình nhiên liệu này là bình nhiên liệu 80 lít nha mọi người, có thể chứa được 80 lít dầu. Đó. Rồi, đi đến phần phía trước đầu xe thì mọi người sẽ quan sát qua lớp xe của lớp trước của xe. Lớp trước xe này là cũng là lớp mắc xích luôn. Và nó sử dụng kích cỡ lớp là 6.5R16. Có nghĩa là mâm này mâm 16 inch. Sử dụng 5 con tắc kê đây. Và kích cỡ lớp là bề dày của nó là 6.5 inch. Kích cỡ lớp của lớp trước sẽ lớn hơn lớp sau nha mọi người. Nhưng mà lớp trước sử dụng là lớp đơn thôi. Lớp sau nó sẽ là lớp đôi. Thì tải trọng tuy là nhỏ nhưng mà nó hai lớp thì nó khỏe, nó tải tốt hơn. Rồi về phần thôi mình đi về phần bên hông xe bên phía phụ đi mọi người. Rồi phần bên hông xe bên phía phụ thì mọi người có thể quan sát là nó có một bình ắc quy 12V thôi, chỉ trang bị một bình ắc quy thôi. Xe này chỉ trang bị một ắc quy 12V thôi. Và bánh xe cua lớp trước là sẽ nằm bên góc tà góc phụ bên hông phía bên phụ xe phụ của xe. Rồi còn lớp xe cua cho vỏ sau, lớp sau mà là nó sẽ đặt ở phía sau xe luôn, đuôi xe treo lên phần đuôi xe đây đó. Rồi bây giờ mình đi vào phần phía trước cabin, mình nói chuyện cho mọi người sơ lược về cái phần cabin đầu cabin xe, nội thất. Ở phần nội thất của xe thì đầu cabin này nó thiết kế là cabin đầu gù nha mọi người. Cabin thiết kế như những thế hệ trước của Hyundai và nó có logo nhận diện thương hiệu nằm chính giữa. Tên của thương hiệu Hyundai nằm bên phía góc phía bên phụ. Rồi. Và phần đèn của xe thì mọi người có thể quan sát là đèn 2 tầng. Đèn này là sử dụng bóng cả bóng halogen luôn nha mọi người, tích hợp cả đèn xi nhan luôn, nằm bên góc này. Và phần cản thì nó là một cản bằng nhựa, nó có tích hợp luôn đèn sương mù trên cản đó, cơ bản là vậy. Gương của xe thì chỉ là một miếng gương thôi, gương phẳng và nó rất là lớn. Gương này thì quan sát cũng rất là tốt nha mọi người. Bên hông xe này thì nó có trang bị cho mình một đèn xi nhan của xe luôn. Đây, đây là dòng chữ tem Neomati N25SL để nhận diện thương hiệu loại xe này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái phần cabin đầu cabin lên để mọi người quan sát
phần động cơ của xe nha. Khi mà mình mở trên đầu cabin xe này thì mình nên quan sát ở phía trong nó có những cái vật gì mà nằm trên yên ghế xe hay gì đó, hay là nó nếu mà mình mở lên nó xô tới thì nó dễ bể cái mặt kính chắn gió phía trước nha mọi người, nên mình phải kỹ chỗ đó. Và cái phần cửa cũng vậy, mình phải đóng cho kỹ, chứ nếu mà mình mở nó mà chưa đóng kỹ nó quẹt là nó xước ra cái là nó cũng làm quát cái cửa liền, hư liền, nên mình phải kỹ cái chỗ đó khi mà mình mở đầu cabin. Rồi rồi thì giới thiệu với mọi người, đây là động cơ, phần động cơ của chiếc N250SL. Đây là động cơ có mã loại là D4CB, dung tích xi lanh là 2.5 lít, nó cho công suất mã lực tối đa là 130 mã lực. Đó, mọi người có thể thấy động cơ, khối động cơ rất là liền lạc nha. Đây là cái hộp ECU của xe này, tất cả cái dòng xe điện sau này nó đều qua cái hộp ECU này xử lý. Đây này, hộp ECU này xử lý cho mọi người. Đó, đây hộp ECU xử lý. Cái hộp này có rất là quan trọng, sau này mà xe có lỗi hay là bị trục trặc gì là mình sẽ sử dụng máy và test lỗi trên cái này, nên đối với dòng động cơ điện thì ga điện thì nó tiện lợi cái chỗ này. Đó, mọi người hãy quan sát. Xe có trang bị máy lạnh theo xe luôn. Đây là hộp lốc lạnh. Lốc lạnh của xe. Đó, lốc lạnh của xe đó. Rồi, cơ bản phần động cơ xe cũng là như vậy thôi. Thì mình sẽ hạ cabin xuống để giới thiệu cho mọi người về phần nội thất trong cabin xe. Rồi, ở phần nội thất trong cabin xe này thì xe là trang bị ghế là ghế bọc da luôn nha mọi người, bọc da theo xe luôn. Về phần gương, gương của xe thì gương này là gương chỉnh điện luôn rồi, gương là gương chỉnh điện luôn đó. Còn cabin xe mọi người có thể quan sát thì nó cũng rất là rộng rãi, mình ngồi ba người cũng rất là thoải mái thôi. Và phía phần trên trần xe này thì nó được bọc một lớp nhựa mềm. Nhựa này cũng dễ lau chùi lắm mọi người, mình không cần phải bọc da đâu, không cần bọc da hoặc ni lông thêm đâu, để rinh gì xài là được rồi. Đây, mình sẽ lên xe, mình nổ máy cho mọi người. Thôi, mời mọi người vào cabin xe luôn. Đây, mình sẽ nổ máy cho mọi người xem. Đó, về đây về phần nội thất trong xe thì mọi người có thể nghe thấy là tiếng máy rất là êm. Tiếng máy rất là êm nha mọi người. Đây, ở phần mình đi vào phần đánh giá về phần vô lăng của xe trước. Thì vô lăng là được trợ lực thủy lực nha mọi người. Khi mình nổ máy lên thì trợ lực thủy lực thì bánh lái cũng rất là nhẹ và đầm tay. Đó, vô lăng thì vô lăng hai chấu, có tích hợp kè đến giữa. Và vô lăng này có thể gật gù được nha mọi người. Vô lăng này có thể gật gù được nha mọi người. Đó, mình gật gù lên xuống theo cảm giác lái của mình, cảm giác lái tốt nhất của mình. Rồi, xe thì có trang bị đầu radio FM luôn, và trang bị cho mình điều hòa hai chiều theo xe, điều hòa hai chiều nha mọi người. Đó, có trang bị xe này, phía trên trần xe này có trang bị miếng chắn nắng cho cả bên tài và bên phụ nha mọi người. Có đèn trong cabin xe này. Đó, đó là phần thắt xe. Rồi, về phần hộp số của xe này thì nó trang bị là hộp số 6 cấp tiến và 1 cấp lùi. Rồi, số xe thì vô cũng rất là nhẹ thôi mọi người. Xe này vô số rất là mượt và đi thì rất là êm. Thì tất cả là vô đây. Điều đặc biệt của xe này là khi mà mình muốn vô số D thì mình phải lẩy cái cần này lên nha mọi người, thì mình mới vô số D được. Số D là nó nằm bên phía số 1 nè. Đó, đó đấy, theo hộp số đó, cái cần số là thiết kế rất là đẹp mọi người. Đây, còn đây là phần thắng tay của xe, thắng tay là thì thắng cơ. Thì về cơ bản thì xe này đã hoàn thiện hết rồi, mình đã lắp định vị rồi hết rồi, chuẩn bị đi đăng ký xe và trao về khách hàng thôi. Đó, thì cơ bản là xe và như vậy. Thì trường hợp mà quý khách hàng nào có nhu cầu về xe này, chiếc Hyundai 2,5 tấn hoặc 1,9 tấn này, chiếc N250SL của Hyundai này thì có thể liên hệ với mình, bất kể mình có thể đóng tùy theo nhu cầu mọi người nha, thùng bạc, thùng kính hay là thùng lẫn,
thùng bảo ôm luôn, đông lạnh gì bất kể thùng nào cũng được nha mọi người. Rồi, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình đến đây, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Rồi, xin chào mọi người, tắt anh.